Đối với mọi người, Stratolin là một người làm video rất là hay. Đối với vợ, anh ta là một người chồng tốt. Đối với tôi, anh ta là một con mồi. Tới giờ hút máu rồi. Ở các bạn biết chưa, Stratolin lấy vợ rồi đó. Hôm bữa tôi thấy ổng có đăng trên Facebook cái thứ đồ mà ổng không mời tôi. Tại vì ổng biết rằng là tôi kiểu gì cũng vậy. Anh ra, sao anh phản bội em? Alright, hôm nay sẽ cùng nhau coi video đồ chơi cổng trường của Stratolin. Không biết hồi xưa các bạn ở cổng trường có thứ gì, nhưng mà cổng trường của mình nó bán rất là nhiều thứ không dành cho trẻ con. Giống như là gói xì hơi, khi bạn bóp và các bạn quăng vào trong lớp thì mọi người sẽ phải giải tán và không ai phải học nữa. Đối với cô, mình là kẻ ác, nhưng mà đối với mọi người, mình là anh hùng. Ngoài ra họ còn bán cả pháo hoa nữa cơ. Mình không biết là tại sao nó lại hợp pháp nữa. Hẹn chơi trong trường của mình có mấy đứa bị mất vài ngón tay. Hãy xuống phần comment và ghi vào những thứ các bạn có ở cổng trường để xem giờ chúng ta có hợp nhau hay không. Nếu mà hợp thì cưới luôn. Chúng ta đã chiếm được căn cứ của địch mà không có một viên đạn. Quyết thủ giữ đến vật máu cuối cùng. Quyết thủ. Tin tình báo, quân ta đã dính vào bẫy của địch. Địch chuẩn bị ném bom nguyên tử. No, cái này tệ hơn cái bom nguyên tử nữa. Đây là mấy cái bộ chú linh chì nè. Các bạn không biết chứ hồi xưa nhà giàu lắm mới có đó. Ông nói thôi chứ dưới quê là ông có 3 căn biệt thự. Mà đây dép của mẹ đó hả? À đó sẽ bị đánh. Thả bom, bom sẽ phát nổ sau. 4, 3, 2, 1. Đó chính là gói đồ chơi quân sự vài ngàn ở cổng trường. Vài ngàn á? Mình tưởng là nó đắt lắm cơ. Không lẽ là mình nghèo tới vậy sao? Các người biết đấy, thì trong từ ăn chơi thì anh đã có clip tinh hoa ẩm thực cổng trường rồi. Được chơi, đúng không? Giờ sẽ là video nói về đồ chơi ở cổng trường. Hồi đấy, bất kỳ một món đồ nào chỉ cần được trưng bày trong tiệm tạp hóa ở cổng trường thôi thì đều là ngọc ngà châu báu. Nè, chúng ta có bài Yu-Gi-Oh nè, chúng ta có cái viên kẹo sô-cô-la nè, rồi cái thổi thổi bong bóng nè, rồi cái đồ thổi bong bóng mà dùng keo con chó nè. Là ước ao của bọn học sinh. Đơn giản như cái lọ thổi bong bóng này thôi, tôi chỉ cần cầm nó trên tay mà đi vào lớp một cái là Anh Long. Và dù mồm các người, tôi không ngờ anh hư dữ luôn á, anh Stratolin. Anh lại bú bóng trong lớp học. Mà cái này được cái rất là tiện ha. Kể như các bạn chơi xong mà các bạn kiểu hết rồi đó, các bạn có thể về nhà lấy nước rửa chén của má đổ vô rồi lắc lên, sau đó lại đi lan tỏa sự đau thương cho thế giới này. Trong lớp mình hồi xưa nó cũng có thằng trai kia có này á, mà nó thổi tới cái mức mà đau cổ họng luôn, nhưng mà nó vẫn không dừng lại. Phì một cái là tôi rất là dễ mất tập trung, thế là tôi chơi với nó thay vì làm bài tập. Khốn nạn. Cứ thối như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần cầm và thổi một hơi thôi. Hôm nay là tao quên chưa đánh răng đâu rồi nha. Nhưng tôi chỉ được mua thổi bong bóng duy nhất. Nó đã giải thích tại sao mà anh ta chỉ có 3 chiếc răng ở đầu video. Ý của mình là hồi nhỏ các bạn có thể quên nó răng là bình thường, không sao hết. Nhưng mà khi lớn rồi mà các bạn làm vậy là cái răng nó không mọc nữa đâu ấy. Nên là đây là hộp sọ của một đứa nhóc nè, chưa mọc răng nè, và đây là hộp sọ người bình thường. Nên là nhớ bảo vệ răng của mình cho kỹ nha. Các bạn có thể nói rằng, không sao đứa TQ, em giàu lắm, em có thể lắp răng giả mấy hồi. Thì răng giả đẹp đấy, cũng thẳng đấy, nhưng mà các bạn sẽ bị hô mà. Vì đối với mẹ tôi, nó là đồ Trung Quốc, khi thổi sẽ dính vào miệng rất là độc. Cho nên nếu nước bong bóng có sẵn mà hết ý, thì tôi sẽ tiến hành kết hợp tất cả các loại xà phòng. Hồi xưa mình còn bảo thằng bạn mình rằng cái này cái vị ngon ngon hen. Oh no, cái người bán hàng có thể dễ dàng lấy cái nước xà phòng rồi đổ vô mà đúng không? Chứ đâu nhất thiết là phải dùng đồ Trung Quốc làm gì cơ chứ, để cho nó vừa mắc mà còn vừa hại nữa. Tại sao vậy? Đây là nước rửa chén, đánh bay mọi bát để sân lai. Oh no, bị bao hẹn nha. Rửa chén xong cái đổ biến mọc thêm cái tay. Nước rửa tay, sữa tam. Ôi dầu gội. Hôm nay ông trộn tất cả mọi thứ mà ông có vô hả? Đách thổi được quả nào luôn. Khó được mua đồ chơi. Nên là trên lớp tôi có một hội nhóm anh em thân tín. Có ăn thì cùng bú, có đồ thì cùng chơi. Nhóm tôi có 5 đứa lần lượt là tôi, thằng Phúc, thằng Bo, con Chip và con Mì. Nhớ tên từng đứa luôn hả? Tôi chỉ nhớ được đúng tên của 3 đứa thôi. Cái thằng thứ nhất là thằng Nhịn, đứa tiếp theo là đứa tên Hậu. Hồi xưa mình hay chọc nó là Hậu Môn á. Tôi xin lỗi, tôi tệ hại quá. Một đứa cuối cùng là... chết rồi, tôi không nhớ rồi. Không không không, nếu mà như năm anh em siêu nhân thì phải giới thiệu là lực lượng đăng nhiễm FTP. FTP có nghĩa là đội biệt động đăng nhiễm đi chơi. Họ thuộc phân khu lớp 3C của trường tiểu học thị trấn. Họ gồm có 5 dân chơi đầy nhiệt huyết lần lượt ra. Wow, anh Long đẹp trai. Two, anh Bò đi to. Ok. Three, Phúc Ngơ. Four, Chip Sinh. Tao béo hồi nào? Mày béo thì có. Ngày đấy sẽ có loại đồ chơi mà chỉ bọn con trai thích. Và cũng sẽ có loại đồ chơi mà chỉ bọn con gái thích. Bọn đúng con là cái trai thích mua mấy túi robot lắp ghép 2.500 ở cổng trường. Và cùng nhau lắp xong. Rồi sau đấy cho kết hợp các kiểu và...
Cái đó Bobby à. Để chị làm đẹp cái đã rồi chị sẽ đi giải cứu thế giới sau nhé. What the? Mà sao cái này nó rẻ mà nó còn màu mè nữa chứ. Hồi xưa mình cứ tưởng rằng là cái này ăn được á. Mà cái thứ ngăn cản mình lại đó chính là chữ Trung Quốc và mè của mình. Ăn gì mà ăn, quýnh mày giờ. Còn mấy đứa con gái có hình dáng đẹp là chia nhau từng bộ quần áo dán vào vở ô ly của chúng. Bây giờ bình thường là người ta sẽ dán ở ngoài bìa đúng không? Nhưng mà tụi con gái á, tụi nó sẽ mua một cuốn tập riêng. Lật ra là không có bài tập nào cả, chỉ có những cái hình dáng này thôi. Đây chính là hình ảnh hình dáng mà mấy đứa con gái đam mê này. Tôi không hiểu tại sao họ không làm hẳn ra cái hình dáng đã mặc đủ quần áo đi, lại còn để nó mặc hở hang rồi ghép từng bộ quần áo váy vào. Người ta yêu cái quá trình đúng không? Chứ không phải là yêu kết quả. Anh Long này tưởng anh sâu sắc sâu xa thế nào? Tôi không ngờ anh chỉ có mỗi ba căn biệt thự thôi. Anh tưởng như vậy có thể khiến tôi đổ anh hả? Đúng rồi đó. Bọn con trai bọn tôi lại thấy cực kỳ là phản cảm. Phản cảm thật không? Không nói thế là bọn con gái sẽ bảo mình dâm dê biến thái đấy. Vâng, đây là cái điều mà ai cũng muốn nói nhưng mà không phải ai cũng dám nói. Thích nhìn thì nhìn đi. Này, này. Oh my god, kinh tởm quá. Oh my god, không có gì đâu. Mình thề là mình rất là muốn cái bộ này nha. Nhưng mà cái thứ duy nhất ngăn cản mình đó chính là xã hội. Chúng ta sống trong một xã hội nên mà con trai không được chơi hình dáng. Tôi đã bỏ lỡ điều gì thế này. Oh my god. Trong khi đó mấy thằng bọn tôi lại đắm chìm trong đập thẻ bài. Có nơi thì gọi là đập ảnh, tùy theo từng vùng á. Ngày đập đấy người người đập bài, nhà nhà đập bài, 1m2 phải tận 10 thằng đập bài. Cảm giác mà đưa tiền cho cô bán hàng. Mình nhớ là hồi xưa mình có một cái trò gần giống, có nghĩa là các bạn sẽ có hai tấm ảnh đúng không? Các bạn lật làm sao mà tấm ảnh này đẹp tấm ảnh kia, mà nó bị lật ngửa lại á thì các bạn sẽ thắng. Mà nhớ là mình có đi chơi cầm thêm 100 sắp vậy nè. Thôi rồi cái lúc bây giờ mình còn có 2 sắp à. Thiệt sự hôm đó mình khóc rất là nhiều. Tại sao vậy Huy? Mày ăn của tao 100 tấm hình, mày có 100 tấm hình nhưng mày sẽ mất tình bạn. Nó có đáng không á Huy? Mình nói như vậy mà nó vẫn không trả cho mình. Khốn nạn. Xong rồi chọn bộ bài ưng ý. Bài siêu nhân. Nó ra khỏi bảng phải gọi là Nani Kimochi. Kimochi á. Hồi bọn tôi là bài được bán làm 2 loại. Bán theo hộp, 5.000 một hộp theo từng chủ đề. Loại thứ hai là 500 đồng một túi 10 con thì loại... Hồi xưa là ở chỗ mình chỉ có hai loại bài đó. Chỉ là bài Yu-Gi-Oh nè đúng không? Với lại bài Pokemon thôi. Superman mặc xịt bên ngoài rồi. Đủ rồi đúng không ha? Mà Yu-Gi-Oh là cái trò chơi kiểu trí tuệ các bạn không? Các bạn phải gọi là độc lực đi theo lược. Còn tụi mình chơi kiểu mày chết là thành công. Các người có biết cách tăng sức mạnh của bài là gì không? Là đó gì? Chính là bài phải thật cũ, hờ hơi vào lá bài trước khi đập. Hiểu sao mà lá bài bị cũ chưa? Và có thể nó còn có mùi nữa. Người phải đứng cong cong uốn éo khi đập. Tôi thế à? Đập đi, vô đây. Nhưng mà có một cách tăng sức mạnh là bài lên vô cực, vô địch thiên hạ, độc cô cầu bại. Mà ông anh họ chỉ cho tôi, đó chính là dán hai mặt của hai lá bài giống nhau vào. Thì dù đập thế nào thì nó vẫn luồn ngửa, luồn. Nếu như mà các bạn kêu anh Rattling đang bán ma túy thì tôi cũng tin á. Nhưng mà là không hợp pháp, đúng là không có đạo đức, không có liêm sĩ. Học lớp 2, khai lớp 9, ăn mặn đá khai. What the hell man. Vì mấy cái thằng như này là tôi đã khóc rất là nhiều. Tại sao anh Rattling? Em tin tưởng anh. Mà cái này giống như một cái môn thể thao chuyên nghiệp ha. Phải tư thế các thứ đồ trang bị đầy đủ không? Có lá bài này trong tay thì độ tự tin tăng lên gấp tỷ lần. Ngay ngày hôm sau tôi đang đứng xem thằng Bo với thằng lớp bên cạnh đập bài thì ê cu, đập bài không? Đúng lúc có lá bài hai mặt trong tay thì sợ cái đếch gì? Thế túm lại có đập không? Ok. Đập mình luôn ấy chứ. Các người nghĩ tôi sẽ rút luôn lá bài siêu đỏ hai mặt đó ra để đánh đúng không? Thế thì quá là lộ liễu. Nó sẽ phát hiện ra gì? Ngay. Nên phải dùng thao túng tâm lý. Okay. Lá đầu tiên tôi sẽ lấy một lá bài siêu đỏ giống y lá bài hai mặt nhưng không dán gì cả. Rồi giả vờ thua để lấy lòng tin của nó là bài siêu nhân đỏ. Chỉ có một mặt. Con này là mạnh nhất bộ bài của tao. Sao lại thua được nhờ? Phải lấy con khác mới được. Sao vẫn thua nhờ? Ôi giời, sao vẫn thua nhờ? Gáy. Chính là lúc này, khi nó bắt đầu gáy, khi niềm tin và sự chủ quan của đối thủ lên đến đỉnh điểm. Đó chính là lúc tôi lôi con át chủ bài hai mặt ra. Con lợn này, mày chết với bố. Nôn bài ra đây. Nôn tiếp ra đây. Nôn hết ra đây. Và cứ như thế. Oh my god các bạn à. Đây là cái trò lừa đảo tâm lý ở trong mấy cái sòng bài nè. Là người ta sẽ cho bạn thắng trước. Còn nếu các bạn rời đi các bạn sẽ bị đánh. Thế là bạn phải chơi hoài đến khi nào bạn hết tiền rồi thôi. Anh Rattling à, nói thật đi. Anh quản lý một cái sòng bài ở bên Mexico đúng không? Sao anh đành quá vậy? Ăn một vài ván rồi giả vờ thua một ván. Hôm đấy tôi còn ăn được gần hết bộ bài của nó. Một lúc sau đang vui sướng tung tăng thì em sẽ là đầu trâu mặt ngựa. Ê, ê. Em sẽ là đây.
cô Thu dạy tiếng Anh là mẹ của cái thằng Tút vừa nãy mới ăn hết sạch bài của nó ấy. Gặp mày ở trong lớp. Các người chắc cũng biết cảnh cô giáo tìm gặp riêng học sinh, còn xung quanh thì bâu nhung nhúc những bọn lắm chuyện tò mò rồi đúng không? Em chào chính cô. Chính xác. Anh là người vừa lấy bài của bạn Tút nhờ? Không phải. Em trả thì em hoang đường. Mỗi chơi thì có thắng có thua chứ, có vụ mà chơi xong trả lại hả? Kiểu này mà ra ngồi sòng bài là người ta chôn mạng luôn chứ. Em thèm, nhưng em làm gì có lấy. Đúng rồi, em chơi hợp pháp mà. Bạn, nhưng mà em chơi thắng. Đúng. À, hóa ra là chơi thắng xong rồi bắt bạn đưa bài. Em không bắt. Mấy cái luật chơi với mẹ quá ta. Nôn bài ra. Nói chung hôm đấy mẹ nó phân xử là bạn bè chỉ chơi vui vẻ thôi, không nên lấy bài của nhau nên Nhưng mà nó thắng là chuyện khác đúng không? Ở một vũ trụ nào đó, tôi nghĩ là cái em tuy còn nhỏ nhưng mà phải biết tôn trọng luật chơi, ok? Bây giờ thì em Long hãy đưa bài cho em Tuấn đi. Hồi đấy chúng tôi nhìn thấy đèn pin chỉ chiếu được khoảng như thế này, cho nên khi món đồ chơi có tên là tia laser xuất hiện thì nó có thể chiếu xa vãi trưởng, đứng từ đầu đường soi đến tận cuối đường. Đúng rồi đó, cái này giờ nữa các bạn. Mình nhớ là từ nhà có mình có thể soi được cái nhà cách đằng kia chắc khoảng một cây số đó. Người già trong nhà kiểu thiên thần hả? Cái thần chết. Tôi không biết là tôi đã vô tình khiến cho bao người bị đau tim rồi. Đứa nào cũng mê mẩn. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác cái lần đầu tiên mà tôi được thằng Bo cho mượn và chơi thử đèn laser ấy. Này, nghịch đi. Anh như là khỉ tìm thấy lửa đó. Hồi xưa là mình nhớ là nó có ba cục pin nhỏ nhỏ như này gắn như thế này á, rồi cái thằng kia nó độ, nó gắn ba cục pin siêu bự vô, nó mạnh tới mức các bạn cầm đồ laser nó còn cảm thấy nóng nữa cơ. Mà cái này chơi đúng dễ hư luôn á, chơi được có 3 ngày không hết pin thì cũng bị cháy bóng, chả hiểu nữa. Chắc chắn phải xin mẹ mua mới được. Không, hỏng mắt. Đèn laser không được thì mẹ mua cho con cái khác để tìm hiểu về một nguồn sáng thu được nhờ vào sự khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ phát ra trong điều kiện kích hoạt cao độ các phân tử của môi trường vật chất được không ạ? Tôi chắc chắn là ông ra tôi lên ống tim này trên mạng. Đâu, để tôi coi nè, để nha, tôi kêu là định nghĩa laser nè. Đây nè, đây, chị hết luôn. Là cái gì? Là đèn laser. Ngậm mồm. Tóm lại là không được mua. Nhưng còn món đồ chơi tiếp theo, tôi chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được. Mặc dù tôi đã có vợ hay là dù dù đêm khuya hay sáng sớm, cái này là con xe thần tốc vậy đó. Vào đây mày sẽ thấy trí thông minh của ta. Thật ra tôi đích xem phim này vì nhà không lắp truyền hình cáp, mà chỉ nghe nhiều nhạc phim của mấy thằng em hàng xóm quá thôi mà... Tôi còn không coi luôn ấy chứ, tôi không nghe nhạc luôn. Nhưng mà tôi biết cái trò này đó, cái mẹ là có một con quay, có không các bạn chọn cái đồ kéo, cái vô các bạn kéo đúng không, nó sẽ quay tốc độ cao rồi để hai con quay nó solo với nhau. Hồi xưa là mình chơi cái trò này, mình sẽ lấy hai con quay, mình tháo cái lưỡi của nó ra, mình ghép lại thành một con quay, cái lưỡi nó to gấp đôi ấy. Đừng hỏi sao mà trên người tôi nhiều sẹo ấy. Nắp hộp bánh Diana để nuôi con cun cút rồi nên hộp của nó sẽ dùng để làm đấu trường con quay. Yeah. Chơi cái này thì sức mạnh của con quay thì ít vì con nào chỉ giống con nào, mà sức mồm thì nhiều, cứ hai con quay chạm vào nhau là Anh Long à, sao anh không mời em hả anh Long? Đáng lẽ đây là tôi nè, tại sao? No.